Tối ngày 13 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tập với đội tuyển Uzbekistan trên sân Trung tâm Thể thao Đại Liên, Trung Quốc. Trận đấu này đã kết thúc với kết quả 0-2 nghiêng về đội khách. Huấn luyện viên Philippe Chusier quyết định sử dụng nhiều gương mặt mới trong trận đấu và ngoại trừ một số cầu thủ đang được giảm tải hoặc đang phục hồi từ chấn thương như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Văn Cường và Triệu Việt Hưng, các cầu thủ còn lại, đặc biệt là những người chưa được sử dụng ở trận đấu gặp Trung Quốc, đã được tung vào sân ở các thời điểm khác nhau. Đội tuyển Uzbekistan đã kiểm soát phần lớn thời gian trong trận đấu và tận dụng ưu thế của mình để ghi hai bàn thắng, một ở phút 26 và một ở phút 66 do công của Ulunov và Alikulov. Tuy nhiên, trận đấu này cũng để lại tổn thất lực lượng cho đội tuyển Việt Nam khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải phải rời sân ở phút 16 sau một tình huống va chạm và đang cần kiểm tra chấn thương chi tiết. Huấn luyện viên Chusier đã nhận định rằng đội tuyển Uzbekistan mạnh hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam, và mục tiêu chính của đội Việt Nam trong trận đấu này là tập trung vào khâu phòng ngự không bóng. Trận đấu với Uzbekistan là một trong những trận đấu chuẩn bị quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong loạt trận tháng 10, khi họ đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ.